Ok, thì ví dụ như trong tình huống này mình sẽ có một cột là những cái là những cái khoản đây. những cái tên những cái khoản chi. Nó bây giờ mình muốn phân loại nó. Mình muốn phân loại tự động kiểu như là cái phần đây này. Đây, với những cái cái tên là như này thì mình phân loại ra là là cái này. Đây. Thì ví dụ như là cái giáo dục nhá thì nó auto vào cái phần này nhưng mà nhiều khi giáo dục thì nó vẫn nhảy vào mấy cái mục khác ấy thì nó mình kiểu mình muốn nó linh động chứ nó không cố định một trăm phần trăm cứ a là b đấy thì làm sao thì chỗ này nhá mình quay trở lại đây đã đó chỗ này này mình lốc cấp à cái này nó mới đổi tên mình tra cứu tra cứu cái 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 phân loại kia lấy cái phân loại nhá với cái điều kiện là cái phân nhóm đấy chứa cái này này chứa cái này thì nó sẽ trả về cái lọ đây là cái lọ nhá đây đúng không ví dụ chỗ này là mua sắm này mua sắm đi phần cấu hình đây nó thuộc cái số 1 thì ở trong bảng này nó sẽ là cái số 1 đúng không ạ nhưng mà mình không muốn nó cố định như vậy đấy cho nên là sao là chỗ này mình sẽ chèn thêm một một cái nữa đây mình sẽ dùng sử dụng hoài if là từ từ mình sẽ kết đi đây thật ra nó phải dùng ba cột đấy cái này sẽ là lựa chọn đó tham khảo từ chính cái bảng cấu hình đây phân loại lại đây. ok thì ví dụ như bây giờ ví dụ như thật ra cái bản chất cái này nó không phải là một mà nó là hai cơ thì cái kết quả ở cái phần này nó sẽ là hai đấy thì mình có thể linh động được cái phần sau khi mình chỉnh sửa ấy. đấy ít nếu như phân loại lại là trống là trống thì thôi thì sẽ là cái phần chính là nó luôn chính là cái đầu tiên luôn đấy còn nếu mà không thì sẽ là phân loại lại oh, mọi người hiểu không đây đây nhá đó chính là cái ý tưởng của mình nó sẽ như thế này ok rồi để mà cái công thức này nó để ví dụ cho phát nữa này đấy nếu như mà sửa lại cái này thì nó sẽ auto là cái này còn nếu mà không sửa thì nó sẽ mặc định cho mình ok về mặt ý tưởng là như vậy Chỗ này mình sẽ nâng cấp thêm một chút để cho nó có màu mè hơn xí. Đây mình duplicate này ra nha. Chỗ này mình muốn là Rồi, chỗ này mình sửa thành cái hàm đi. Bản chất của cái tra cứu này là cái hàm thôi. Công thức này. Đó. Rồi, nếu như mà cái này Đây, mình nhấn C nếu như cái phân loại lại là trống thì dùng cái này còn nếu không thì sẽ là phân loại lại à nó vẫn bị nhở hơi hơi cái lỏ tí xem nào ở ừ, chắc cái này không được rồi chỉ có lốc cấp qua thôi đây chỉ có lốc cấp như vậy thôi đây mình chèn thêm một cái nữa nha chèn sang trái đi đấy lốc cắp cái tra cứu đến cái bảng cấu hình đấy là cái lọ với điều kiện là cái lọ chính là cái tên này đây lấy cái bản sao đây Đấy, thì nó lại sẽ lốc cắp ngược lại theo cái này này. Ở ừ, chắc như vậy. Ok chưa? Là như như này nha. Cái này thì sau mình cứ ẩn đi là được. Mình không cần quan tâm nó đâu rồi, thôi chắc mình cứ để công thức về cho nó dễ hiểu đi. Thật ra là có một cái nữa, ấy. có một cái mình có thể update luôn, để luôn trong một cái cột cũng được. Nhưng mà chắc mọi người nên lắc academy, mọi người tìm nhá. Có một video mình mới đăng ấy. Rồi, ví dụ mình sửa này xem nào. Dụng, đây thì nó sẽ sửa lại. Ok. Chỗ này phần loại lại. Rồi, mình đổi lại tên thôi. Đó, nếu mà sau cùng thì mình sẽ dùng cái này thống kê Còn nếu mà mình không động đến ấy Thì nó vẫn là nó, vẫn là chính nó đây Ok chưa? Rồi cái này chắc mình ẩn đi nhá Hay là xóa đi nhá Tự ẩn đi cho an toàn Đấy Cái này xóa đây Ok Nếu mà mình cần phân loại thì nó sẽ có đây Không thì sau này tự động này Đây giáo dục thì tự động giáo dục này Hay là mình muốn chuyển sang thứ thiện chẳng hạn Đúng wow. không? Ok nhá rồi thì sau mình báo cáo thì mình lấy cái ID này. Ok, nếu mà thấy hay để lại thì mình một like nhé.